Những chiếc áo phao đặt sẵn ngay trên bờ biển, du khách đến với biển Nha Trang dễ dàng có áo phao để mặc, để rồi an tâm hòa mình trong sóng biển. Bao quanh khu vực bãi tắm là những phao nổi đánh dấu ranh giới. Người dân và du khách được khuyến cáo chỉ nên tắm biển trong khu vực này, nếu vượt quá giới hạn sẽ không còn nằm trong khu vực bãi tắm an toàn. Có đến 8 khu vực bãi tắm an toàn như vậy, được khoanh vùng dọc theo biển Nha Trang, mỗi khu vực bãi tắm an toàn ngang 200m, dọc 100m. Tiến hành rà soát, khảo sát tất cả các bãi tắm đường Trần Phú và khu vực bãi tắm Hòn Chồng. Thì qua quá trình khảo sát đó, thì đội cứu hộ cũng là xác định ra được những vị trí tắm an toàn, dòng nước chảy phù hợp, độ sâu vừa phải. Cũng tiến hành là lắp đặt dàn phao phân vùng. Thường xuyên đi dọc theo chân sóng là những thanh niên trong đội cứu hộ. Mỗi người một chiếc còi, một cái phao kèm theo người. Họ chính là những người nhận diện ra những mối nguy từ những người đang tắm biển để rồi có những nhắc nhở. Và họ cũng là những người kịp thời cứu hộ khi xảy ra rủi ro. Khi mày thấy ra sự cố, nhân viên cứu hộ thì nó bung dây trước đầu tiên. Đó, rồi đưa vô trên cổ để bơi ra cứu hộ cho người dân. Đội cứu hộ ở biển Nha Trang có 38 nhân viên, chia thành 3 ca ứng trực từ 5 giờ sáng đến 18 giờ 30 mỗi ngày. Tắm sợ nước cuốn là sao nè, có người cứu hộ cũng đỡ. Kể cả biết bơi lẫn không biết bơi là đi tắm cảm thấy tự tin và yên tâm hơn. Mùa nắng nóng hiện nay, biển luôn đông kín người. Đây chính là khó khăn đối với lực lượng cứu hộ nếu muốn quan sát toàn bộ khu vực bãi tắm. Bởi vậy, khuyến cáo tiếp tục được đưa ra. Cho dù đã khoanh vùng bãi tắm an toàn, thì người dân và du khách cũng phải tuân theo những hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Những bãi tắm có an toàn hay không, trước hết vẫn phụ thuộc vào ý thức giữ an toàn của những người đến với biển.